Chào mọi người đã tới với cả PC của mình. Thời điểm hiện tại thì đang diễn ra cái triển lãm game E3 2018. Và tại triển lãm game E3 2018 này thì Ubisoft đã thả chúng ta chơi miễn phí một vài tựa game rất là thú vị. Vì vậy hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận để chơi những cái tựa game miễn phí này nhá. Thì đầu tiên chúng ta phải có một cái cổng chơi game của Uplay, Ubisoft, đó là Uplay trên nào. Thì để download cái cổng chơi game này, các bạn vào trang web này, mình sẽ để trang web ở dưới phần mô tả video. Các bạn ấn vào phần download Uplay for PC, click vào nó nhá. Và sẽ tiến hành download cái Uplay Installer cho chúng ta. Cái cổng chơi game này nó tương tự với cả Steam hoặc là tương tự với cả Garena các thứ thôi, không có gì quá lạ lẫm cả. Các bạn cũng sẽ dần dần quen thuộc với nó khi mà các bạn chơi những tựa game của Ubisoft, những cái bản quyền nhá. Còn game Crash thì chúng ta không cần phải quan tâm đến cái Uplay này. Thì sau khi download xong, các bạn hãy mở cái Uplay Installer lên nhá. Bên chuột phải mở lên. Ở đây các bạn để ngôn ngữ là tiếng Anh hay tiếng gì thì tùy các bạn nhá. Mình sẽ để tiếng Anh. Ok. Sau đó mình sẽ ấn vào phần icon. Sau đó mình sẽ ấn vào phần browser ở đây thì chọn vị trí mình sẽ lưu cái tựa game này lưu cái phần Ubisoft game launcher lại trong cái ổ cứng của mình, thì mình sẽ lưu nó ở ổ D ổ game đi nhỉ, ổ game đi rồi. Ok, nó tự động tạo một con đồ Ubisoft game launcher chúng ta này các bạn, nó nặng khoảng tầm 146MB nhá các bạn. Sau đó mình sẽ ấn installer install. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấn next. Mình sẽ để cái tích chọn vào phần run Uplay luôn. Sau đó ấn finish, nó tự động mở cái Uplay lên. Được rồi, bây giờ thì để có thể đăng nhập vào Uplay thì chúng ta cần phải có một cái tài khoản đã. Thì bạn nào có thì bạn hãy đăng nhập vào đây nhá. Còn những bạn nào chưa có thì các bạn hãy click vào phần create a new account ở đây. Ở đây thì cái name user, thì cái này là cái tên của tài khoản Uplay các bạn. Các bạn để thế nào cũng được, mình sẽ để thế này. Thế nào? Còn cái quan trọng là cái đăng nhập vào cái Uplay là sẽ là cái email này. Thì các bạn hãy điền một email nào đó các bạn vào nhá. Sau đó thì điền password. Thì password ấy, các bạn nhớ một chút nhá, đây là mình làm mẫu cho các bạn thôi, cho nên mình điền email vớ vẩn như thế này. Còn các bạn ấy, các bạn tạo một cái tài khoản Uplay nghiêm túc ấy, thì các bạn hãy lấy một email nào đó của các bạn nhá. Email tạo rất là dễ, và các bạn hãy lấy email đó để tạo cái tài khoản này nhá. Thì sau này có gì mà tình huống mà các bạn còn mua game các thứ ấy, thì cái tài khoản của bạn nó sẽ giá trị hơn. Vậy các bạn sẽ có cái phương pháp để mà bảo mật nó nhá. Chứ mình đây là mình chỉ làm mẫu cho các bạn nên mình mới điền bừa thế này thôi, được chưa nào. Rồi, về tài khoản ấy thì ở đây nó yêu cầu từ 8 tới 16 ký tự. Thì các bạn hãy nhớ một quy tắc có tính chất, đó là các bạn hãy có chữ viết hoa, có chữ viết thường và có số, và đảm bảo là từ 8 đến 16 ký tự là kiểu gì cũng qua được, thế nào. Đó, nó màu xanh như thế này chúng ta mới qua được này, thế nào. Còn cái phần đây là bớt ấy, các bạn điền thế nào cũng được, không nó không yêu cầu chính xác quá cao. Thì cái phần year ấy thì điền bừa, nhưng các bạn cứ điền bừa cho số nó to một tí nhá. Để cho các bạn trên 20 tuổi ấy, thì lúc đó là các bạn sẽ chơi được những cái game mà nó giới hạn độ tuổi, thế nào. Sau đó thì các bạn hãy chọn phần ISF Ubisoft, rồi các bạn ấn vào create account. Phát xong luôn rồi đúng không nào? Không cần phải xác nhận email gì cả. Ở đây thì các bạn chọn vào skip nhá, đừng ấn vào cái này nhá. Rồi, đây là trang chủ của cái giao diện của cổng chơi game Uplay. Thì ở đây các bạn có thể ấn ngay vào phần game này. Thế nào? Là My Game ấy thì mình mới tạo xong mà, làm gì có game gì đâu đúng không nào? Mình còn chưa mua game, chưa kích hoạt cây, chưa nhận bất cứ game gì cả. Nhưng mà các bạn hãy nhìn xuống phần Free Game ở đây. Thời điểm hiện tại thì nhân cái dịp triển lãm E3 2018 này thì Ubisoft đã phát chúng ta hai cái tựa game miễn phí, đó là For Honor Starter Edition và The Crew Open Beta. Đây là hai cái bản. Cái này là bản thử nghiệm. Bản thử nghiệm thôi. Còn cái bản này là bản chơi chính này. Nhưng mà bản chơi chính này thì nó chỉ cho chúng ta chơi từ ngày 11 cho tới ngày 19 thôi. Thế nào? Khoảng tầm một tuần đấy. Các bạn có một tuần để chơi thử cái tựa game For Honor Starter Edition này. Thì cái bản Starter Edition này thì mình không biết là nó cập nhật chưa, nhưng mà theo mình được biết ấy, thì For Honor trong năm nay sẽ có một bản big update cực kỳ lớn, khi mà nó cập nhật thêm những cái tướng từ Nhật Bản, tướng Samurai cũng là tướng từ Trung Quốc nữa vào trong cái tựa game này. Cho nên là For Honor không còn là cuộc chiến của mấy anh chàng Đông Âu nữa đúng không nào. Tựa game chắc chắn là tương lai sẽ rất hấp dẫn khi mà họ sửa lỗi các thứ rồi thêm update rất là nhiều. Còn The Crew ấy thì nó là một cái tựa game mới phát ra, mới cái nói thế nào nhỉ? Nói chung là một tựa game chuẩn bị được phát hành của hãng Ubisoft. Nó sẽ được phát hành vào cuối tháng 6 này. Và từ hiện tại nó đã có bản có Open Beta. Các bạn có thể download bản Open Beta này về để chơi thử chứ nào. Đây là một tựa game đua đủ thứ luôn. Đua máy bay, đua thuyền, đua xe đạp, đua xe máy, đua ô tô, rồi đua cả đua xe F1 nữa cơ. Đua một đống
nói chung là nó chỉ thiếu chạy điền kinh thôi, chứ cái gì nó cũng có đua hết trong này hết, rất là hấp dẫn đúng không nào. Và các bạn thì thích thì có thể quan tâm tới một số tựa game khác free của Uplay thì như ở đây là Tom Clancy God Recon Wildlands, đây là cái bản Trial đấy nhá. Division thì cũng chỉ là bản Trial thôi, hai cái này chỉ là bản Trial thôi, là bản chơi nói chung là nó chỉ có một màn thôi, các bạn chơi thử ấy. Rồi các bạn chơi xong cái màn đấy thì các bạn chỉ chơi lại cái màn đấy chứ không chơi tiếp được. Nó bựa ở chỗ đấy, xem nào. Kiểu như là cái này nó đáp ra để mồi chài chúng ta ấy. Còn những cái tựa game khác từ sau 4 ngày là những tựa game khác các bạn thấy đây, Uno, từ Uno trở đi à. Đều là những tựa game khá là ngon nghẻ đấy. À đây lại là Giant này. What the fuck? Toàn Giant thôi. Chỉ có vài game là có vẻ ngon nghẻ thôi. Yeah. Online. Đấy là demo. Ui, toàn bản demo thôi ạ, vãi chưởng rồi. Thế thì cũng không ra hồn lắm. Nói chung chúng ta chỉ có thể quan tâm vào hai cái bản online thôi. Giant và demo thì không khác gì nhau cả các bạn ạ. Rồi. Thì trước đây thì mình đã từng có một cái video hướng dẫn các bạn cách nhận game Watch Dogs khi mà Ubisoft cho miễn phí, đúng không nào? Watch Dogs là cái game bản quyền đấy nha các bạn nhá, không phải là game mà nó cho chơi vài ngày đâu, mà là game bản quyền hoàn toàn đấy. Thì bây giờ mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn cách nhận game rồi. Thì sau này nếu mà có game gì thì các bạn chỉ cần cập nhật cái trang PC Crack Gaming cũng như là cái trang channel YouTube PC Crack Gaming của mình ấy. Thì mình sẽ thường xuyên cập nhật những tin tức mà nếu mà nó có game mới thì mình sẽ thông báo với các bạn ngay lập tức. Và các bạn chỉ cần xem lại cái video này là các bạn có thể biết cách nhận game đúng không nào. Lúc đó các bạn sẽ có game để chơi. Trước đây thì mình đã làm một video hướng dẫn nhận Watch Dogs rồi. Còn game gì nữa ấy? Mình nhớ là Ubisoft được khoảng tầm 2-3 game rồi. À đúng rồi, đó là Assassin's Creed Black Flag với cả một game Assassin's Creed 2 ấy thì phải. Đúng rồi, làm mấy cái game đấy ấy. Nhưng mà lúc đó mình chỉ làm một cái video hướng dẫn nhận game ngay tức thời thôi, chứ chưa có làm cái video chi tiết về cách nhận game như bây giờ. Thì từ sau này trở đi mình sẽ cập nhật những cái tin game, những cái thông tin mà khi nào nó thả game miễn phí hoặc là thả game trải nghiệm thì các bạn sẽ cập nhật được những cái tin game đó từ cái PC Crack Gaming, kênh PC Crack Gaming. Và các bạn chỉ cần vào làm theo video này là có thể nhận được game nhé. Thì ở đây, sau khi các bạn, ví dụ các bạn muốn chọn cái tựa game nào đó miễn phí đúng không? Ví dụ như là mình For Honor Starter Edition đi, Starter Edition được chưa nào? Thì mình sẽ ấn vào nó. Rồi ở đây mình sẽ chọn vào phần Add to My Game. Rồi ấn OK. Rồi, chúng ta sẽ ấn tiếp vào phần Download ở đây để download cái tựa game này về để chơi. Thế nào? Ấn Download này. Rồi ngôn ngữ thì tiếng Anh nhá. Cứ để tiếng Anh thôi. Sau này hy vọng có tiếng Việt thì chúng ta sẽ tính sau. Bây giờ thì ấn Continue nhá. Rồi ở đây các bạn chọn vào phần Create ở Desktop Shortcut. Sau đó thì các bạn ấn, một là các bạn có thể để cái nó download cái game này thẳng vào cái file Ubisoft Game Launcher luôn. Hai là các bạn có thể ấn trên ở đây, các bạn chọn bất cứ chỗ nào khác, các bạn muốn lưu game ở chỗ khác ấy thì tùy các bạn. Thế nào? Mình thì sẽ để mặc định ở đây thôi. Sau đó thì mình ấn Continue. Nó sẽ bắt đầu có thêm một bước nữa là Accept và Continue. Rồi bây giờ thì nó sẽ bắt đầu tiến hành download về chứ nào. Đây cái game for nó 52GB cơ. What the fuck? Nặng vậy. Thì nó cũng giống như là Steam thôi. Chúng ta sẽ download được về, sau đó thì nó, sau khi mà có trong cái đấy rồi thì các bạn chỉ cần ấn Back to Game này. Đây, khi nào nó download xong vậy thì các bạn chỉ cần ấn vào cái hình này là chơi được game luôn này. Là game tự động mở lên. Nó giống như Steam vậy, đúng không nào? Đây cổng chơi game của Ubisoft Uplay. Đó đó. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta chỉ cần đợi download xong là chơi được thôi. Chứ cũng không còn gì quá khó khăn cả, đúng không nào? Hôm nay là ngày thứ 3 của cái triển lãm game E3 rồi. Và vừa rồi thì mình mới xem cái showcase của bên Ubisoft thì thấy họ phát hai cái game miễn phí này. Cho nên là mình cũng hướng dẫn các bạn cách nhận game về chơi luôn, chơi thử nhá. Game này chơi một tuần cơ mà. Chúng ta có thể trải nghiệm hết những cái điều hay ho của tựa game này đấy. Đây là bản Edition luôn, cho nên là chắc chắn là sẽ có tất cả mà không thiếu cái gì hết. Các bạn yên tâm mà chiến nhá. Trong một tuần, từ nay cho đến ngày 19. Và The Crew 2 thì mình không biết là nó mở đến bao giờ. Nhưng bản Open Beta thì chắc chắn là chơi được lâu, không, các bạn không phải lo lắng là nó sẽ đóng một vài ngày là đóng cửa. Bản Open Beta thường nó sẽ cho người chơi thả ga luôn. Để có gì thì họ sẽ mua cái bản game này. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không cho chơi hết, đúng không nào? Open Beta mà cho chơi hết thì còn gì là Open Beta nữa, đúng không nào? Đến khoảng tầm cuối tháng này thì chúng ta mới có thể trải nghiệm cái bản game The Crew 2 hoàn toàn từ phía Ubisoft. Nếu có bạn nào, có các bạn thích những cái tựa game khác nữa thì các bạn có thể xem qua những cái bản demo hay là Trial ở đây nữa, bạn chơi thử. Có cái game online chắc là được đấy. Online chắc là bản full này, đao về mặt chiến thôi, đúng không nào? Rồi, bây giờ thì mình đã hoàn thành video hướng dẫn các bạn nhận game miễn phí từ bên Ubisoft.
Các bạn đừng quên đó là hãy thường xuyên cập nhật tin tức từ cái kênh PC Crack Gaming của mình để có thể biết được những game mới nhất của mọi hãng, không chỉ riêng của Ubisoft. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chi tiết những game cho nên các bạn có thể chiến game thoải mái, thế nào. Bây giờ thì mình đã hoàn thành video rồi. Chúc các bạn đó là thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để có thể cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt các bạn.